3 tiền một cân đấy. 45.000 một lạng. 450 một cân, chỗ này là 4 lạng rồi. 4 lạng. Là 180 đúng không? Còi với Cương vừa đón Cương, bây giờ là hai anh em đi chợ mua ít lõi rùa của bò, cũng như ở trong quán thì có lõi rùa của dê rồi, thì sẽ mời một người em đi ra quán OK Con Dê để ăn phở bò cộng dê bát đá luôn. Nhưng đặc biệt cái là mình sẽ sử dụng hai cái lõi rùa ngon nhất của con dê cũng như ngon nhất của con bò để ăn phở bát đá mọi người nhé. Thì bây giờ thì Hà với Cương sẽ đi ra chợ mọi người ạ. À đây, giới thiệu mọi người, đây chiếc xe hôm qua thì Hà với cả Cương cũng về tận Hải Dương mua của một người quen, xe một chiếc xe Ford Ranger XLS bản 2.2 số tự động một cầu. Thì về và cũng trong ngày hôm qua mình cũng rút hồ sơ luôn để về sang tên. Tuy nhiên thì cái xe này thì Hà có mua về để mục đích để bán đấy mọi người ạ. Xe này thì vẫn còn mới đời 2020 mà mới đi chuẩn km là 1.2 vạn thôi. Thì vì là lý do phải đón một người em, bởi vì người em này thì có rất là nhiều kinh nghiệm về xe cũng như là gần như là một chuyên gia về xe cũ đấy, xe lướt đấy. Thì Hà sẽ đón và để em sẽ nói về tổng thể cái xe này cũng như là sẽ bán được giá bao nhiêu, cũng như là thời điểm này xe mới so với xe mới nó thế nào và mua xe cũ thì được lợi cái gì. Cái xe này thì màu đỏ mọi người. Đây là chiếc xe của một người quen mà Hà biết rất là rõ về xe này mua như nào, và hôm mua thì cũng Hà cũng đi mua cùng luôn, xe mua mới luôn mọi người, một chủ từ đầu mới bảo dưỡng có một lần thôi. Và bây giờ do Covid Covid rồi khó khăn thì buộc phải bán đi, thì Hà thấy thế thì Hà cũng mua về và cũng mục đích là bán lại thôi, vì là bán cho người khác thì phí quá, thế là mình tiếc thì mình đi mình mua về. Bây giờ cái xe bản 2.2 đã bắt đầu số tự, cái bản này là đã tay lái trợ điện rồi mọi người, lái nhẹ nhàng lắm, cái máy dầu nó tiết kiệm, ngồi có nghe thấy gì đâu. Bạn Cương ấy ngồi êm không? đi cái này là sướng rồi, cao nhỉ? Đi cao đi, mà cái này là nó đã, người ta đã lắp đủ phụ kiện rồi, đầy đủ hết, cam lùi thì có sẵn rồi nhá, lắp thùng cao, nắp thùng cao cho nó rộng rãi. Bây giờ đi xe bán tải nếu mà hình thức thì lắp thùng thấp, chứ còn nếu như mà để mà đa năng công dụng cao thì lắp thùng cao, thì chở được nhiều đồ cũng như là tiện lợi, mưa nắng mọi cái, hoặc là mình cho đồ vào nó rộng rãi thoải mái hơn. Đây nhà người em thì cũng ngay gần đây thôi, Hà cũng vừa hẹn trước gọi trước rồi. Đấy, mọi người thấy em Hà vừa mua cái bắp lõi rùa đấy, lõi rùa của bò đấy. Cái đấy đắt nhất mà, 450.000 một cân. Đắt hơn thịt bò thường nhiều. Bây giờ qua đón người em đây mọi người. Chuyên gia thì em đánh giá nó sẽ chuẩn hơn Hà nói rất là nhiều. Hà thì Hà hiểu về xe thôi, nhưng để mà nói trơn tru ấy, thì Hà cũng chỉ gọi là có thể nghĩ được trong đầu thôi, nói hết ra thì khó. Ví dụ như em sẽ nắm rõ là xe mới bây giờ, xe nhập khẩu bây giờ nó gần như là không còn chuẩn bị lắp ráp ở Việt Nam rồi, nên những cái chiếc xe nhập khẩu này nó sẽ hiếm dần đi. Đây, thì em đang ngồi uống trà đá rồi. Nhà ngay trong đây mà. Hoài ơi, Hoài à? Đi ăn sáng đi em đi. Anh mới lấy con này à? Ừ, anh mới lấy con này. Mới của anh à? Đời 20 đấy Hoài ạ. Vâng, 20. Thì chắc anh phải nhờ em thẩm định hộ với cũng như là đánh giá anh nhé. Dạ vâng, nhất trí anh. Đây mọi người, giới thiệu em, mọi người đây là em Hoài, cùng quê với Hà, về quê Thái Bình. Em ấy thì rất là hiểu về xe. Hoài trước là cũng kinh doanh xe lâu năm đấy nhỉ?
Vâng, em cũng năm làm được chục năm ở trong hãng. Năm rồi hãng. Vâng. Ngoài đấy xe thì nội thất được không? Mới nhỉ? Nói chung là nhìn qua thì em thấy con này khá là ổn đấy. Da là bọc lại rồi này. Da này là da người ta thích bọc thêm đúng không? Đúng rồi, da này là da bọc thêm. Bản thân cái con xe Ranger này thì nó là ghế nỉ. À, ghế nỉ. Ghế nỉ. Đặc trưng con, của... Nó đặc trưng của kho là con này thì bán tương đối chạy. Anh mua con này thì bây giờ đang rất hot đấy. Đấy. Vì là thời điểm bây giờ em thấy là Việt Nam hình như là Ford Việt Nam không nhập khẩu dòng này nữa. Chuẩn bị là không nhập khẩu nữa đúng không? Vâng, thay vào đó là sẽ là lắp ráp tại Ford Hải Dương. Thế nên cái dòng nhập khẩu này bây giờ đang rất là khan hiếm. Mà trong hãng thì hình như em nghe anh em thông tin là đang bán là 650 triệu. Nhưng mà khách hàng là phải gọi là bia cầm lạc đấy anh ạ. Như kiểu anh em mình đúng bia là bia cầm lạc đấy. Bia cầm lạc đấy. Vâng, là hình như lắp thêm phụ kiện là 60 triệu. Còn kênh về tiền mặt là 3 đến 40 triệu mới lấy được xe anh nhé. Tức là gọi là 30 triệu thì thành 680 rồi. Đúng rồi, thành 680. Xong là lại còn phải lắp thêm phụ kiện nữa. Đúng rồi, và chưa bao gồm chi phí đăng ký. Chưa bao gồm chi phí đăng ký. Đăng ký xong con xe này phải thành 750 đấy nhỉ. Vâng, tầm đấy, tầm khoảng đấy anh ạ. Mà với xe lướt như này thì như anh thấy con xe này nó mới quá, mà của một người quen mà anh biết rõ nguồn gốc ấy. Vâng. Mà cũng mới mua đấy. Thì là anh thấy người ta bán thì anh cũng mua luôn để xem ai mua lại, xem là giới thiệu ai có nhu cầu thì mình có thể là sang tên. Anh em mình xuống nhỉ. Dạ vâng. Xe màu đỏ mọi người ạ. Đây gọi là tạc dạng màu đỏ mắt rồi. Màu đỏ này là em thấy là màu đỏ bọc đô ấy, là khá là bền màu đấy, và nó không dâm. Thế em thì đánh giá tổng quan. Đây để em kiểm tra cho bác một chút nhá. Ừ. Đắp thùng cao này mọi người. Thùng cao này là thùng cao có đèn đấy. Thùng cao anh mua là anh chủ cũ, là em nghĩ là anh cũng là người mà rất là hiểu biết về xe đấy. Thì cái thùng cao này khi mà mình dẫm phanh ấy, mọi người để ý dẫm phanh thì cái đèn này nó sẽ sáng này. Còn nếu mà bình thường nó có mấy loại thùng, em thấy nó có mấy loại thùng là thùng thấp và thùng cao. Những cái thùng cao là thùng có đèn thì hai cái đèn nó sẽ sáng khi mà mình dẫm phanh ấy, thì nó sẽ rất là an toàn khi mà mình đi trên đường cao tốc. Thì vì mọi người để ý khi mà học lái xe ấy, mọi người cứ thầy lái hay câu là ít đỏ thì mình phải ra phanh. Đấy, chính là cái đèn này nó sẽ báo hiệu cộng thêm một cái đèn phanh trên cao này như thế này. Ừ, rất là hay. Đây bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về phần máy một chút. Xong là mình sẽ thân vỏ ở ngoài xem là đã bá víu đi chưa. Bởi máy mới. Ông Phan anh xem rồi, máy mới có không ạ? Máy con này thì nhìn qua là biết mới rồi. Vì ra là cái đời 2020 thì em nghĩ là anh chủ này, em vừa nhìn thấy đồng hồ thì đi có 1.2 thôi. Thì em nghĩ là cái xe nó rất là đẹp. Và bản thân mình nhìn qua cái xe này nó cũng rất là mới. Cái xe mà mình biết hay va chạm hay không là mình đầu tiên về phần đầu mình nhìn thấy những cái phần này này. Phần này nếu nhà máy nó có những cái tem này mình nhìn mình biết ngay là nó còn nguyên hai cái tem này. Thì đương nhiên là nó chưa bị va quẹt, hoặc là những cái ốc này nó chưa bị tháo lắp. Những cái lỗ tròn này nó rất là tròn này. Cộng thêm đây này, những cái này thì không bao giờ mà thợ làm được những cái này. Mà cái này chỉ có là robot, và những cái này nó là chi tiết tiện gen. Đấy, lỗ này rất là tròn này. Còn nếu mà khi được đâm đụng rồi thì nó sẽ méo, mà nó sẽ bả một cái lớp matit rất dày ở đây, mình nhìn cái là mình biết ngay. Cộng thêm cái ốc này này, những cái ốc này mình nhìn mình biết là cái ốc này nó còn nguyên zin từ nhà máy hay không. Đấy, nó rất là tròn, góc cạnh nó rất là vuông. Đấy, cái cơ bản quan trọng là xe thì đời 20 thì mình chả phải nói gì về cái chất lượng nữa rồi đúng không? Đúng rồi. Cái quan trọng là xem là đông đông đúng không thôi. Đâm đụng hay không thì mình nhìn là mình đấy. Biết ngay. Thì đấy, ví dụ như hai cái này nó phải đối xứng nhau, bên trái và bên phải nó phải đối xứng nhau. Thì mọi người nhìn này, tất cả những chi tiết này nó phải đối xứng, kể cả cái tem này vẫn còn. Nếu mà nó có vỡ đèn hay không thì là nó sẽ thay đèn mới. Đèn mới thì nó không có cái dấu kiểm định của nhà máy như thế này, và nó không có. Đấy, tất cả những cái chi tiết này nhìn nó rất là đẹp. Kể cả những cái tai này, mọi người nhìn này, những cái tai nó đèn là nguyên zin, thì cái tai này nếu va quẹt thì những cái này chi tiết nhỏ này sẽ gãy ngay. Mình nhìn mình phát hiện ra được ngay. Về cơ bản là em cái xe này thì chắc chắn là xe này vẫn bảo hành của hãng, vì là 2020 bảo hành đến mới có bảo dưỡng có một lần đấy. Bảo dưỡng một lần đấy. Ừ, mới bảo dưỡng một lần. À, thế thì con này cũng vẫn còn bảo hành đấy, vì là xe mới thì như ngày xưa em làm ấy, là tất cả những xe mới bán ra thì hãng đều được bảo hành 3 năm hoặc là 100.000 km. Như xe này thì 2020 thì đến 2022 mà anh. Yên tâm, km thì yên tâm. Lốp thì vẫn còn, xem lốp em là lốp có lốp zin của họ không? Lốp con này thì chắc chắn là phải lốp theo xe rồi mới đi 1.2 thì không có lý do gì mà lốp thay đây. Mọi người nhìn lốp, mọi người để ý này. Con này của nó là tuần 29 năm 2020 thì lốp của nó phải là vẫn là lốp theo xe. Bốn lốp nó phải giống hệt nhau.
vì đôi khi có những cái lốp nó khác nhau về tuần, vì là nó lắp ráp đôi khi nó tồn hàng thì nó lắp ráp là chuyện bình thường, kể cả kính hay là một số phụ kiện khác. Nhưng về cơ bản là em nghĩ con này bốn lốp phải cho xe đây, mình biết ngay, mình thử lốp sau anh hả. Thì bán tải này lốp nó cũng mặn lắm, nếu mà mua mà xe mà lốp cũ thì thay là không mặn lắm. Lốp con này cũng là tuần 29/2020 này. Tuần 29. Đấy. Tuần 29 là tuần đúng không? 29 là tuần, còn 2020 là năm sản xuất. Đấy mọi người phải tuần. Đấy, mọi người hiểu như như ngoài đây thì mới hiểu luôn về những cái chi tiết nhỏ như này. Đấy, kể cả những cái lốp này đi rất là ít này, anh nhìn thấy vết chấm sơn và kiểm định của nhà máy này, của lốp này, con này là của Grip Dunlop thì nó sẽ có kiểm định cho chấm ở đây này thì nó vẫn còn nguyên. Nếu mà lốp đi nhiều nó sẽ mất cái này. Con này đi rất ít thôi. Đấy. Anh Hà thì quay cho lốp phụ của thân Hà chưa? À đây, con này cũng rất hay anh Hà này, lốp phụ con này chưa hạ này. Anh nhìn cái vệt chấm xanh này, vệt chấm xanh này đây này. Đấy, chấm xanh chấm vàng này nó chưa hạ. Nếu mà nó hạ rồi thì nó sẽ mất cái vệt này. Lốp này nó chưa hạ. Con này là biển ở đâu anh nhỉ? Biển Hải Dương em ạ. Biển Hải Dương à? À đây, gầm vệ con này thì rất là đẹp các bác ạ. Vì là gầm vệ con này đi ở Hải Dương thì nó sẽ không bị muối mọt như cái vùng biển hoặc là vùng than. Xe Quảng Ninh và vùng biển thì nó rất là mọt, gầm nhìn nó rất là xịn màu. Nhưng con này anh Hà để ý nhá, em thấy con này anh mua vào tương đối đẹp đấy, gầm này rất là sáng này, nó sáng trắng luôn, rất đẹp. Đây Hà sẽ quay một vòng cho mọi người nhé. Đây mọi người, Hà sẽ quay một vòng cho mọi người. Cái này là vừa mới đi vào chỗ OK con dê đấy, chỗ ấy mà phải được đánh ra đây để thế hơn lốp hơi bẩn thì thôi. Ở trong việc tổng quan con xe này thì anh cũng là người cũng hiểu về xe đấy. Vâng. Khi mà anh mới hiểu về nguồn gốc ấy, khi mà anh đến nhìn cái là con không có gì phải nghĩ hết rồi, lấy luôn, rút hồ sơ luôn. Con này thì đây để mọi người đi mua xe thì em thấy anh Hà là cũng là người rất cẩn thận đấy. Em đóng cái cửa này em biết cái xe nó đẹp. Ở đấy mọi người này, nếu mà khi mà xe nó bị va quẹt nhá, anh Hà để ý khi mà sau này có những mua những xe khác, mình chỉ cần đóng cái cửa này nó có tiếng chắc như này thì chắc chắn là xe cửa chưa bị tháo là lần nào. Còn nếu mà nó có tiếng ọp ẹp thì đương nhiên là cái cửa nó đã tháo ra rồi. Và anh nhìn thêm một cái chi tiết này này, là khi mà tháo ra thì đương nhiên là cái cửa này các cái chi tiết ốc này nó sẽ bị bật thì nó sẽ không còn vuông tròn và nó không còn bị sơn sơn nó đẹp như này. Đây anh nhìn thấy tất cả xe này gần như là chưa phải bị tháo lần nào. Nói chung là con này thì anh Hà mua yên tâm. Tâm dụng thì cháu ra làm gì đúng không? Đúng rồi. Con này còn bảo hành thì mua xe của anh em người quen yên tâm quá gì đấy. Đấy mọi người mua xe thì liên hệ Hà nhé. Hà sẽ để số điện thoại ở phần mô tả cũng như là trên màn hình mọi người nhìn đấy. Đây cái số điện thoại đây mọi người nhé. Anh mời em vào quán OK Dê ăn sáng nhé. Nhất trí anh. Và thưởng thức món phở bát đá. Phở bát đá anh. Đi cưng đi. Anh em mình vào ăn sáng đi. Cũng đói đói đấy. Anh sẽ mời em ăn cả phở bò đến phở dê luôn, phát đá luôn. Anh vừa đi mua cái lõi rùa của bò. Đây này, ra anh ra bảo Thắng. Thắng ơi cho Hà 3 bát nhé, phở bát đá nhé. Phải đây là một suất phở đặc biệt em. Thì nhà anh đang bán là giá 96.000 một bát. 96.000 một suất. Thế cái này thì lại không cho ở bát à anh? Lại... có, mình sẽ dùng bát đá kia để ăn em ạ. Anh hơ lửa nóng lên ạ. Đúng rồi. Xong đổ nước vào. Đúng rồi. Xong rồi ra thì mình sẽ tự cho vào anh. Đúng rồi. Cái này nhiệt độ có vẻ nó sẽ sôi đủ chín. Đây lõi rùa dê đây. Lõi rùa. Còn đây là cái này là anh vừa mua đây, lõi rùa bò đây. Giờ anh em mình sẽ thái ra để ăn phở bát đá nhé. Vâng. Cái lõi này ngon nhất con dê đấy. Ngon nhất của con dê đúng không? Ngon nhất là cái đùi nhỉ? Ở cái đùi đấy. Một con dê nó chỉ có từng đây thôi. Đây là nguyên một con dê đấy mọi người ạ. Nguyên một con dê mà có được 4 cái đó. À thì vì nó chỉ có chân trước chân sau 40 chân đúng không? Hơi đông khách nha bạn. Anh tay tiếp làm theo nhé. Đó là tật cháu tay, món gì cũng thế, trong tay ông chân vào làm được luôn. Đây là cái cắp dê trước này. Anh nhìn bụng thôi, tay anh nhìn bụng lắm.
hay anh chưa vụng đấy. Cái này nó cái bắp, phần bắp nó vừa con dê nó vừa thịt xong em, nó còn dính dính, nó rất là bắt tay. Cái dê này thì ví dụ như là anh làm phở này thì nó có cái mùi đặc trưng của dê không? Có mùi ngon chứ, nó có mùi đặc trưng của dê nhưng mà là thơm thôi, nó phải là ôi khác thơm khác anh. Ăn cái này là tươi đây anh ạ. Tươi, bò tươi, dê tươi. Anh nhìn cái lõi bò này ngon không? Nói rùa đấy. Nói rùa, bò ấy. Con bò thì nó cũng có bốn cái lõi như này đúng không anh? Hay là nhiều hơn? Nó cũng thế thôi. Nó thế, bản chất nhau đúng không? Ừ, bản chất nó giống nhau mà, nhưng nó to hơn thôi. Ừ, gần đấy. Cái này mà ăn lẩu, ăn bún cũng rất ngon này nhỉ? Ừ. Ngon nhất con bò mà. Phần thịt ngon nhất này. Này, cái gân nó như được, cái gân nó như được. Đúng rồi, đó. Xong loại rùa bò với cả dê đây mọi người. Thì bây giờ bạn Thắng để bạn ấy bày ra cho đĩa ăn phở, chỉ ăn hai cái loại này thôi. Hôm nay không ăn thêm thịt chín hay gì cả. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ sáng. Thì nó sẽ đông lắm. Buôn bán. Đây là dê ban đá. Đây là một miếng bò bắp bò. Lõi rùa của lõi bò. Rùa bò. Đấy, em nhúng này. Em có thể cho hết thịt luôn được nhưng em vớt ra luôn thì nó đỡ bị chín thịt đấy. Quá ấy. Cái miếng này nó nở bung ra luôn. Đấy xong là em ăn rồi. Em cứ cho vài miếng vào xong là tí mình nhúng đây. Thôi để em thử miếng đầu tiên nhé. Nó ngọt anh ạ. Ngọt. Nó ngọt mà nước dùng rất thơm. Thơm đúng không? Thơm. Mời mọi người nha. Những chắc là phải cho miếng ớt vào ăn cho nó phải cay như anh chanh mà đúng không? Nhưng mà chanh nó có sợ đắng không anh? Nóng không? Sợ đắng không? Nó giòn. Cá quá. Nhà bạn Cương cho thật nhiều tương ớt vào cho Hà ấy. Hà quay. Cái này là chao hả anh? Chao em. Chao này như kiểu hay nấu chao vịt đúng không? Ừ. Chao đấy để em chấm. Chấm em nhúng xong em chấm vào đây. Chứ không phải cho vào phở. Cái này thì cho hết luôn mà anh. Cho hết không? Vào luôn thì cho nó chín luôn. Sợ tí nó nguội nó không ấy được đúng không? Như cách của anh thì anh hay cho hết vào xong anh đợi một tí anh sẽ bớt ra thì anh ăn anh nhúng vào. Em cho một chút rau nó mùi láng đấy, nó thơm. Nó lại mùi phở lên.
chấm nữa. Xong rồi mình vớt ra, khi nào mình ăn thì mình nhúng một nước này cho nó ấm xuống. Không thì em cứ để luôn luôn đấy cũng được. Bây giờ em ăn đến đâu thì em chấm chấm chao hoặc chấm tương bần. Đấy, có hai loại được chấm, chao và tương bần. Đấy. Lần đầu tiên là tôi được trải nghiệm ăn món phở bát đá. Phở dê bát đá. Đây có cả dê có cả bò thì có em bò. Em thử ăn bò xem nó khác không, dê nó khác như nào nhé. Vâng, đây em trải nghiệm xem này. Bò thì đây là bò rồi. Đây là món gầu bò, à quên, loại rùa của bò nhé. Chấm tương bần được, đấy là ớt em. Đây là tương ớt. Nó sợ cay. Nó rất là nóng mọi người ạ. Và cái lõi của nó thì nó có cái ngọt và cái thai, nó có những cái thớ nó giòn này. Nó giòn. Bây giờ tôi sẽ thử một cái lõi của dê. Em lấy thìa ấy. Đấy. Cái nhỏ nhỏ là dê. Thế là bò. Đấy. Đây chắc là dê rồi. Đúng rồi, đấy là dê đấy. À đây là dê. Dê. Vì cái miếng dê cái lõi rùa nó sẽ bé. Bé hơn. Và cảm giác cái mùi nó khác hơn rồi. Cái này nó mềm hơn, nó ngọt. Nó mềm hơn, nó ngọt hơn và nó không rắn như kiểu bò. Nó mềm hơn. Ở đây hơi bị chất lượng đấy em ạ. Ăn cái này chắc là phải no đến chiều anh ạ. No đến chiều đó. Cơm thử cái lõi rùa bò nào. Dê thì bạn cơm bạn thử nhiều rồi. Cơm này nhìn thấy ngon quá. Nó nở bung, nó nhở bung ra nhìn ngon quá. Mời mọi người nhá. Cơm chấm tương. Mời mọi người nhá. Ngọt quá. Rất là ngọt. Đúng mắt là ăn luôn này là rất là ngọt. Mà nó có cái gân ấy nó dai dai. Giòn. Nó giòn, dai dai. Đây bát của Hà coi đây. Toàn thịt là thịt. Cái này có khác gì mình ăn một cái gọi là bát thịt nhúng đâu. Đấy. Nhưng mà tí nó săn xong rồi mình cho phở nữa là xong thôi. Mọi người nhìn này, cái gân này. Ăn ngon lắm, ngọt. Ăn sườn đúng không? Sườn, đã đời. Ngon đúng không em? Được. Món này em nghĩ mà anh em nào buổi sáng mà hay làm chai bia chai rượu là cũng hợp lý, vừa ấm bụng mà lại anh em ta chúc mừng anh Hà nhỉ. Đúng kiểu là ăn gọi là thịt nhúng đấy, thịt nhúng tức là kèm theo phở tức là xong đấy. Chất lượng quá. Một mà bát thịt đây thịt này. Rủ anh em sang đây ăn sáng. Phải nói là đây là cái phần ngon nhất của bò thì cái phần ngon nhất của dê thì hai cái loại rùa rất ngon. Đây là gọi là như hôm nay là ngày nghỉ nên anh em mình làm chai bia nhỉ. Nhưng mà cái đồ này rất tươi ngả nhỉ. Tươi. Rất tươi đấy. Đây cũng sáng sớm thịt luôn. Bò thì mình mua ở chợ thì chắc là cũng tươi rồi. Cái nồi nước khi mình cho nhiều thịt vào nó thành chuyển màu thành màu hơi gọi là sệt sệt đấy, hơi đục đấy. Nước ngọt lắm. Cái bát này thì nó nóng được lâu anh ạ? Thoải mái em ạ, em cứ ăn thoải mái. Cái nhiệt độ thì tầm bao nhiêu anh? Nhiệt độ đây tầm chắc để sôi nước thì chỉ 100 độ thôi. Nhưng mà sôi xong thì nó sẽ vẫn còn giữ được nhiệt đấy. Rồi, ngon. Ngon, ngon, được rồi. Siêu chất lượng. Được hả? Rồi, đã quá. Làm gì kia thì nó sức khỏe em nhé, cảm ơn em nhiều nhé. Đây mọi người, đây loại rùa bò đây. Cái này mà cho thêm tủy vào thì có được không anh? Được, em ăn tủy không? Không, ý em nói đấy nhưng em không ăn tủy. Nhưng mà em thấy là mọi người hay bò là hay có thêm tủy với lại cà, cúng hay cà gì đấy, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà anh thì có tủy dê thôi. Có tủy dê. Tức là trong cái rất đặc biệt là có tủy dê. Tỉnh đấy nhỉ? Hôm qua ai mà chai bia chai rượu để sáng sớm ra phở bát đá này thì như sông hơi luôn. Nhưng mà anh Hải, đây là loại rùa thì hàng ngày có không? Hay là chỉ hôm nay anh em nhà anh không có loại rùa dê đâu. Em bảo cả con dê được có 4 cái con anh em mình còn không đủ đấy. Phải mua thêm loại rùa bò đấy. Thì là đương nhiên là không có rồi.
Tức là bình thường là có một suất khác hơn đúng không? Ừ, chỉ là thịt đây bắp thôi. Đây là suất gọi là anh Hà yêu ái anh em mình đấy. Bình thường chỉ có bắp thôi. Chứ còn nếu mà lõi rùa dê nó không có đâu. Gọi là không có luôn, hàng hiếm. Ngon cực kỳ luôn mọi người. Bắp còn nóng lắm, vẫn còn nóng, nó bằng tay. Cái lõi rùa bò này. Nó giòn. Quá nóng nhỉ. Bát này là toàn bộ là bằng đá hết đấy. Ừ, bằng đá ấy mà. Bằng đá đấy. Cái này phải đặt hàng đúng không anh? Ừ, đặt hàng. Em ăn có thấy khác với phở truyền thống như kiểu là ăn bát xứ không? Khác hơn nhiều anh ạ. Bát nó giữ được nhiệt hơn. Và thứ hai là cái này rất hợp với anh em nào mà lâu ngày gặp nhau nhâm nhi một chai bia như anh em mình. Rất là hợp đấy. Mà nó vẫn không bị đói anh ạ. Nghĩa là ăn xong cái bò rồi thì mình lại ăn thêm một phở không sợ đói. Là anh em uống bia uống rượu thoải mái. Tỉnh rượu luôn. Như kiểu anh em mình đi massage tông hơi ấy. Rất hay. Đây. Hà sẽ thử một cái lõi rùa dê, nó nhỏ quá, nó chìm dưới mọi người. Đây. Đây là cái lõi rùa dê đây mọi người. Ít lắm, rất ít lắm. Nhát. Rồi, mời mọi người nhé. Dê nó mềm hơn bò, nhưng nó ngọt hơn. Mềm hơn nhưng nó lại ngọt hơn. Ăn đã lắm. Đây mọi người, cái đây là lõi dê. Ăn ngon quá mọi người, ăn gần hết rồi. Cái bát này to quá anh. To quá. Ăn ngon em. Ăn mãi mới chưa hết được. Cái này là ăn coi như ăn trưa luôn đấy. Trưa luôn đấy. À với cả em Hoài với cả bạn Cơn là cũng trải nghiệm xong cái món gọi là lõi rùa bò dê bát đá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà nhé. Hãy cho Hà một comment tích cực, cũng như là nếu mọi người có nhu cầu mua xe vừa rồi ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp với Hà nhé, để biết thêm chi tiết chính xác hơn nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào anh và mọi người.